Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh Duyên Bùa Realty. Thì trong video này hôm nay, Mỹ Duyên xin giới thiệu đến anh chị một mẫu căn rất là hot và bán chạy hàng tại phân khu Diamond Century của dự án Celera City Tân Phú. Thì nhân dịp là sáng nay Duyên mới vừa hỗ trợ khách hàng nhận bàn giao căn này, thì Duyên có xin chủ nhà là quay review chi tiết lại đến anh chị để xem là mẫu căn này có điểm gì đặc biệt mà bán chạy hàng đến như vậy nha. Tiêm tường là 121m2 tại lốc C2, một lốc mà đông đảo khách hàng nhận nhà nhất tính thời điểm hiện tại. Thì anh chị nào đã mua tại lốc C2 thì tranh thủ nhận nhà sớm nha, bởi vì chủ đầu tư sẽ ưu tiên cho khách hàng nào nhận nhà trước sẽ chọn lốc xe đẹp trước. Đặc điểm của lốc C2 này là trên một sàn có 10 căn, chỉ có duy nhất là 2 căn 3 phòng ngủ góc với view công viên. Và đặc biệt hơn nữa là duy nhất một chục căn có view công viên và bonus thêm view hồ bơi nữa. Thì ở đây sẽ là thiết kế 3 phòng ngủ 3WC, một cái loại thiết kế mà Duyên thấy rất là hiếm có trên thị trường. Thường thì chủ đầu tư họ chỉ thiết kế là 3 phòng ngủ 2WC mà thôi. Và đầu tiên thì bước vào đây, bên tay trái của Duyên sẽ là WC đầu tiên. Họ sẽ bàn giao đầy đủ tất cả các thiết bị đến từ những thương hiệu có độ dùng điện cao như là Rohe, Durabit của Đức. Về tiêu chuẩn bàn giao thì Duyên thấy thì nó cũng sẽ giống như là Diamond Brilliant, có bàn giao full tủ bếp, full thiết bị toilet, máy lạnh, đèn trần thạch cao, máy nước nóng lạnh. Nhưng mà tất cả những cái thương hiệu này sẽ được nâng cấp hơn nữa. Trước khi mình đi xem hai phòng ngủ nhỏ đầu tiên thì Duyên xin giới thiệu đến anh chị cái phần đắt giá nhất của căn 3 phòng ngủ này nha. Đó chính là không gian phòng khách rất là rộng luôn. Bởi vì đây là căn góc nên nó có phần ban công dài lên tới 6m. Và bên hông đây có thêm hệ kính cực kỳ thoáng luôn anh chị. Xin mời mọi người ra ngắm view cùng Duyên nha. Theo Duyên thấy đây là một cái view cực kỳ đắt giá tại Sài Gòn mà rất là hiếm dự án nào có. Anh chị có thể thấy là view như một khu rừng vậy. Thì cái view này là view vĩnh viễn và không bị che chắn tầm view nha anh chị. Và trong đây là không gian phòng khách rất là rộng luôn anh chị. Ở bên đây là khu vực bếp nè. Họ đã bàn giao cho anh chị full tủ bếp trên, tủ bếp dưới của An Cường. Thiết bị bếp thì sẽ được nâng cấp hơn so với Diamond Brilliant, đó là máy hút mùi của Boss, bếp từ Boss. Còn bên đây là tủ kệ bếp lâm và hấp lơ, thì khu này sẽ giống như Brilliant nè. Thì đối với những cái không gian mở và nhiều chức năng như vậy thì anh chị có thể tùy biến theo ý thích của mình. Ở đây mình có thể làm một cái thêm một cái đảo bếp, hoặc một cái quầy bar, hoặc là mình có thể để một bộ bàn ăn hoặc sofa cũng được. Rồi, mấy bên đây. Đặc trưng của chủ đầu tư Gamoda là lúc nào cũng làm phần bếp nó liền với sân phơi, rất là thoáng luôn. Ngoài đây là khu vực sân phơi, Duyên thấy là khá là rộng ha. Ở đây thì họ sẽ để một cái cục nóng dành cho 4 cái máy lạnh. Trên mé bên đây thì sẽ có thêm máy nước nóng lạnh của Ariston này. Và khu vực sân phơi này thì nó sẽ liền kề với hai phòng ngủ còn lại. Ok, và đây là không gian phòng ngủ đầu tiên kết nối trực tiếp với khu vực sân phơi. Thì theo Duyên cảm nhận ở đây là phòng ngủ này nó tương đối gọn ha. Thì đối với cái căn nhà mẫu của chủ đầu tư á, thì họ thiết kế đây là một cái phòng giải trí, thì họ bỏ hẳn cái bức tường này luôn. Thì vốn dĩ là cái phòng này mình có thể làm cái phòng ngủ, hoặc là có thêm nhiều option là phòng làm việc hoặc là phòng giải trí cũng được. Và ở đây anh chị có thể thấy là họ đã đi hạ trần thật cao hết cho mình và có bàn giao máy lạnh nữa. Ok, và xin mời anh chị đi tham quan phòng ngủ thứ hai. Phòng ngủ thứ hai này thì sẽ được bàn giao thêm một cái WC bên trong này nữa. Và đầu clip thì Duyên có nói với anh chị á, là căn này được bonus thêm một cái view, đó chính là view hồ bơi. Thì nó sẽ nằm trong cái view của phòng ngủ thứ hai này. Rất là lung linh luôn ha. Về kính thì ngoài vấn đề là kính ở đây là kính Louis cách
âm cắt nhiệt, thì anh chị có thể thấy là hệ kính ở đây khá là rộng và gần như là kịch trần, có thể mở rộng cái tầm view phòng ngủ của mình rất là thoáng. Và Duyên xin giới thiệu đó anh chị căn phòng đẹp nhất trong căn hộ này nha, đó chính là phòng master với bề ngang nó tới là 3m6 và chiều dài là khoảng 6m, thì anh chị có khoảng 20m2 để hệ tùy biến theo sở thích của mình. Bởi vì đây là căn phòng lớn nhất nên chị có thể thấy là có hệ kính lớn với tầm view là công viên 16 ha. Đây là một cái view hay Duyên thấy là có view rất là đáng tiền tại Salon City, trước nhà mình như một khu rừng vậy. Bởi vì đây là phòng master nên chủ đầu tư họ sẽ có bàn giao thêm bồn tắm nằm của thương hiệu Duravit, toàn là những thương hiệu cao cấp không ạ ha. Hồi xe thì của Rohi nè, đầy đủ tất cả các thiết bị toilet. Sau khi Duyên dẫn anh chị đi tham quan một vòng căn góc 3 phòng ngủ Diamond Century thì anh chị thấy như thế nào? Đã là bình luận cho Duyên biết nha. Trước đây thì trong quá trình hình thành và xây dựng thì theo Duyên thấy là đa phần tất cả khách hàng họ sẽ ưu tiên chọn view hồ bơi nước mặn và khu nhiều hơn là so với lại view công viên như thế này. Tuy nhiên tới đây thời điểm bàn giao thực tế thì phần nhiều khách hàng họ sẽ ưu tiên chọn view công viên. Thứ nhất bởi vì view này ở mức giá hợp lý. Thứ hai là với một cái view về khu rừng như vậy thì rất là hiếm có trong Sài Gòn. Và cuối cùng thì nhu cầu thuê tại Salon City rất là cao luôn anh chị. Anh chị cũng có thể thấy là môi trường sống ở đây có thể nói là tốt nhất ở khu Tây Sài Gòn rồi. Thì căn này chủ nhà đang ký gửi Duyên với mức giá là 23 triệu bao gồm chỗ đậu xe hơi định danh. Theo Duyên thấy thì mức giá này khá là hợp lý ha, rất là đáng để anh chị cân nhắc. Thì nếu anh chị muốn mua bán hoặc là thuê căn hộ tại Salon City có thể liên hệ với Mỹ Duyên qua số hotline 0922 160 888. Cảm ơn anh chị đã theo dõi và hẹn gặp lại.